Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự lúc 16 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2015 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, năm 2015 sẽ là năm đầu tiên Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia xét chọn đề tài để tài trợ với tổng kinh phí tài trợ lên tới 300 tỷ đồng. Các nhiệm vụ được Quỹ xét chọn năm 2015 về cơ bản là các nhiệm vụ đã có nghiên cứu khả thi, có kế hoạch kinh doanh và phù hợp với định hướng ưu tiên của Quỹ để có thể thực hiện được ngay trong năm 2015. Các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm mới và dịch vụ mới. Các đề tài gồm nghiên cứu lập dự án, nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến. Các hoạt động khác của Quỹ là nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn và miền núi. Cũng trong năm 2015 thì lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở sẽ là 5% một năm. Cụ thể là lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ, các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là 5% một năm. Đây là nội dung quan trọng được nêu trong quyết định số 2788 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành nhằm thực hiện gói tín dụng 30.000 tỷ đồng về cho vay hỗ trợ nhà ở của Chính phủ. Như vậy, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2015 vẫn giữ nguyên so với năm 2014 và thấp hơn 1% một năm so với mức lãi suất cho vay trong năm 2013. Người dân có thể vay vốn ưu đãi từ chương trình này để mua, thuê mua nhà có giá trị dưới 1,05 tỷ đồng. Thưa quý vị, chương trình Xiếc chào đón năm mới 2015 dành cho các khán giả thủ đô, đặc biệt là các em thiếu nhi đã được diễn ra vào tối qua tại thủ đô Hà Nội. Đây là buổi công diễn thứ hai nằm trong chuỗi chương trình do các nghệ sĩ thuộc Liên hoan Đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng. Với những tiết mục đặc sắc, từng đoạt nhiều giải thưởng của các kỳ liên hoan xiếc trong nước và quốc tế như xiếc thú, ảo thuật, hề xiếc cùng các màn biểu diễn mạo hiểm như đu quay, nhào lộn và uốn dẻo. Đêm diễn đã đem lại bầu không khí rộn ràng, vui tươi, tràn ngập niềm vui và tiếng cười cho các em nhỏ trong ngày đầu năm mới. Các đêm diễn tiếp theo trong gala xiếc chào năm mới 2015 sẽ diễn ra cho đến hết ngày mai, ngày 4 tháng 1. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục ngày tìm kiếm thứ 6 chiếc máy bay QZ-8501 của hãng hàng không AirAsia trong điều kiện thời tiết rất khó khăn và sóng biển mạnh. Song song với việc tìm kiếm và đẩy nhanh công tác nhận dạng thi thể của các nạn nhân để có thể sớm bàn giao cho các gia đình, thì một đội chuyên gia tìm kiếm đa quốc gia cũng đang tập trung nỗ lực vào công tác xác định vị trí, thân và hộp đen của chiếc máy bay. Trong buổi họp báo vào sáng ngày hôm nay, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cho biết, vào đêm qua, các thiết bị dò tìm dưới nước đã tìm thấy hai mảnh lớn của chiếc máy bay này. Một vệt dầu loang cũng đã được phát hiện. Tuy nhiên, chưa thể xác định được vị trí của thân máy bay, nơi được cho là phần lớn các hành khách có thể ở bên trong. Khu vực tìm kiếm của lực lượng cứu hộ Indonesia đã được mở rộng. Giới chức Indonesia ngày hôm qua cho biết đã tìm thấy thêm 21 thi thể, nâng tổng số thi thể của các nạn nhân được tìm thấy lên con số 30. Thế giới có thể dập tắt hoàn toàn các ổ dịch Ebola vào cuối năm nay. Đó là tuyên bố của người đứng đầu phái bộ Liên Hợp Quốc về ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola đưa ra vào ngày hôm qua. Phát biểu tại văn phòng của Liên Hợp Quốc tại Ghana, người đứng đầu phái bộ Liên Hợp Quốc về ứng phó khẩn cấp với dịch Ebola, ông Anthony Banuri cho biết, Liên Hợp Quốc đã không đạt được mục tiêu đề ra trong tháng 12, đó là 70% bệnh nhân nhiễm virus Ebola được điều trị cách ly và 70% người chết vì Ebola được chôn cất đúng cách. Tuy nhiên, ông vẫn nhận định dịch Ebola có thể được dập tắt trong năm nay. Ông Banbury cho biết hiện nay đã có đủ các trung tâm điều trị chức năng trong khu vực và tình hình kiểm soát dịch Ebola tại các nước Tây Phi đã có những tiến triển tích cực. Thưa quý vị, cuộc sống của những trẻ em đường phố thì thường rất khó khăn. Và tại Ai Cập, với hy vọng sẽ làm vơi đi phần nào những khó khăn của các trẻ em đường phố, thì ý tưởng đem âm nhạc đến cho những trẻ em đường phố đã được nhà soạn nhạc nổi tiếng Selim Sahab thực hiện. Ông đã tập hợp các trẻ em đường phố và lập ra một nhóm nhạc có mang tên là Điệp Khúc Ai Cập. Với sự dẫn dắt của ông thì khả năng âm nhạc của các em dần dần tăng lên và thậm chí các em đã thực hiện một buổi biểu diễn ở trường đại học Cairo. Đối với các em nhỏ đường phố, cơ hội được tiếp xúc với âm nhạc đã được cải thiện đáng kể cuộc sống đầy khó khăn của các em. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Ai Cập có đến hàng chục nghìn trẻ em đường phố và việc đưa âm nhạc đến với những trẻ em này đã giúp cho các em thêm tin tưởng và lạc quan vào cuộc sống.
Bản tin thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn hãy truy cập vào website vtv4.vn cũng như là trang YouTube chính thức của Ban Chỉ đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.